Anh Tuấn hoàn trời trở lại với quý khán giả, và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang trình bày về khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO liên quan đến dịch bệnh của siêu vi khuẩn Zika từ một loài muỗi và sản sinh từ đâu các quốc gia ở vùng châu Mỹ Latin. Đây là những cái vùng, thưa quý vị, mưa quanh năm rồi ẩm thấp và trời nóng liên tục, và đây là con muỗi, cái thân của nó có sọc như thế này, và họ nói rằng đây là một cái loài siêu vi khuẩn mới nhất từ châu Mỹ Latin, có thể gây giống từ những cái loại siêu vi khuẩn khác. Và điều này cho thấy điều gì? Một khi bước sang thế kỷ 21, cái nền phát triển kinh tế khoa học thế giới tăng trưởng bao nhiêu, thì con người và các loài thú vật, kể cả các loại siêu vi sinh, siêu vi khuẩn, vi trùng cũng phát triển theo. Và chúng ta sẽ thấy sẽ có thêm những cái loại siêu vi khuẩn khác nữa. Và đây là một loại siêu vi khuẩn đang gây bệnh đầu teo cho các em nhỏ. Điểm đặc biệt ở đây đó, đối với người lớn đó, nghĩa là họ sẽ bị sốt, nhưng mà họ nói sau 7 ngày thì hết, không có cái gì hết. Có thể đưa ra những cái trường hợp như là bị nổi ban, nổi ngứa một chút xíu. Nhưng mà riêng với những người phụ nữ đang mang thai, mà một khi bị con muỗi này nó chích vào đó, mà nó có dòng bệnh siêu vi khuẩn Zika đó, thì chắc chắn bào thai sẽ bị con siêu vi khuẩn này tấn công đầu tiên. Bào thai cũng là nơi điểm yếu nhất trong cơ thể người phụ nữ. Và đó là lý do mà ngay bây giờ họ không có thuốc chủng, họ không có cái thuốc gì trị hết. Mà người lớn, trẻ em thì không sao, nhưng mà người phụ nữ mang thai lại bị. Chính vì thế họ khuyến cáo tất cả các người phụ nữ trên 23 quốc gia đừng có đẻ. Cái tội nghiệp ở đây đó là quý vị biết là vùng châu Mỹ Latin là đa số người theo Thiên Chúa giáo, Công giáo, và họ đã, cái chuyện đó là chuyện nghĩa là thương tình Chúa trời cho như thế nào thì giữ đó. Và bây giờ nếu lỡ mang thai rồi thì sao? Họ không thể nào phá thai được. Và nếu mà đang mới vừa lấy chồng, chẳng lẽ không cho họ có thai? Chính vì thế đây là một cái vấn nạn rất lớn. Cái chuyện mà Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế địa phương khuyến cáo người phụ nữ không nên mang thai đó đã gặp phải rất hai luồng dư luận khác nhau. Những luồng dư luận mà bảo vệ tôn giáo thì họ nói rằng không nên đưa ra như thế, bởi vì vấn đề chính ở đây đó là nỗ lực của chính phủ. Mà quý vị cũng biết đó, ở các vùng châu Mỹ Latin, nhiều các quốc gia cũng nghèo lắm, họ rất là nghèo. Ngay cả Brazil bây giờ thiếu nợ nặng nề, mà năm nay lại chuẩn bị Thế vận hội, thưa quý vị. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa bây giờ? Vấn đề kinh tế đang lo, đời sống người dân gặp biểu tình khắp nơi, rồi chính trị cũng đang bất ổn, bây giờ lại lòi thêm cái Zika này nữa. Cho nên đó là một cái vấn nạn rất lớn. Tổ chức Y tế Thế giới họ nói rằng bây giờ khuyến cáo tất cả các quốc gia, trong đó kể cả Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ vào tháng 10 vừa qua, tháng 10 năm 2015, có một thiếu nữ 15 tuổi đến từ El Salvador sang Los Angeles. Và chúng ta cũng biết Los Angeles và quận Cam là trung tâm của những người đến từ các quốc gia vùng châu Mỹ Latin. Thì họ có thể mang theo những mầm bệnh này vào nước Mỹ. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, các cơ quan y tế của Hoa Kỳ tuyên bố là Hoa Kỳ có thể không bị ảnh hưởng nhiều. Lý do là nhiệt độ ở vùng châu Mỹ Latin nó nóng ấm hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì lạnh. Chính vì thế, dòng muỗi này không phát triển được ở đây. Hiện nay thì họ chưa thấy cái dòng muỗi này đang tấn công ở đây. Ngoại trừ cái dòng muỗi West Nile, quý vị nhớ, West Nile ở vùng châu Phi đã gây cái bệnh rất là ghê gớm ở châu Phi, thì cũng đã phát triển ở đây. Nhưng mà rồi sau một thời gian trời lạnh là chúng chết, cứ qua mùa lạnh là chúng chết. Vấn đề ở đây là sợ ở các tiểu bang, chẳng hạn như Florida, nơi có rất nhiều đầm lầy rồi ao nước, thì có thể loại Zika này, có thể muỗi vào mùa hè này có thể tấn công được. Chính vì thế cái nỗ lực lớn nhất hiện nay của cơ quan y tế Hoa Kỳ là kiểm tra tất cả các hành khách ra vào đến từ các quốc gia vùng châu Mỹ Latin. Và nỗ lực hơn nữa, Hoa Kỳ phải gửi một cái phái đoàn sang các vùng châu Mỹ Latin để hỗ trợ cho các chính phủ này. Hệ thống y tế của họ rất là yếu kém. Chính vì thế mỗi khi bùng nổ bất cứ một cái dịch bệnh gì, những người nghèo là những người thiệt hại nhiều nhất. Dạ vâng, tuy là nói là các vùng như là có vùng băng giá như là ở California cũng đang thời kỳ lạnh không có, nhưng mà mỗi khi mà thời tiết hạ xuống thì sao anh? Mỗi tiết lên, ý lên là mùa hè đó. Thì cái vấn đề đó là một vấn đề người ta bây giờ người ta chỉ chủ trương đó là xịt
những cái loại thuốc diệt trùng ở các vùng đầm lầy ao, và họ chỉ có cách đó thôi. Ngoài ra thì các giới chức mà y khoa đó thì họ đang nỗ lực đi tìm một cái loại thuốc có thể chủng ngừa để tiêu diệt một khi con vi khuẩn này tấn công vào cơ thể con người. Dạ vâng. Ít nhất là từ 60 cho tới 80 người tị nạn nhập cư ngay tại Thụy Điển sẽ bị trục xuất về lại các nước sở tại. Đó là lời thông báo của Bộ trưởng Nội vụ của Thụy Điển, đó là Anders Jepmin. Thông báo trên tất cả các truyền hình của Thụy Điển vào ngày hôm qua cho biết là Thụy Điển đang cố gắng khống chế các tình hình bất bạo động và an ninh mất an toàn do tình trạng người nhập cư ngay tại các khu vực này. Do đó thì họ đã đồng ý để từ trục xuất khoảng từ 60 cho tới 80 ngàn người nhập cư đến Thụy Điển. Những người này bao gồm những người đã có những cái hành động và những cái việc mà làm nên mất an ninh tại các khu vực này, để mà chi trả cho các việc mà cung cấp các loại máy bay để đưa các người nhập cư này trở về các nước sở tại, thì Thụy Điển đang xem xét về tình hình tài chính. Ngoài ra thì trong những khoảng thời gian vừa qua, Thụy Điển là một trong những nước mà thuộc Liên minh Âu Châu đã chấp nhận tới cả hàng triệu người nhập cư vào Thụy Điển, từ cả là các nước từ Syria cho tới các nước Bắc Phi, và họ cũng đã chuẩn bị ít nhất là 160.000 nơi trú ẩn dành cho những người nhập cư này. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian vừa qua đã có những vụ bất bạo động xảy ra và họ không thể nào can thiệp được. Và theo những thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy là ít nhất là đã có 170 người đã bị chết do các cuộc tấn công xảy ra tại các nước nội địa này. Trong khi đó thì Đan Mạch, đất nước lân cận với Thụy Điển, cũng họ cũng sẽ cho biết là chỉ trong tuần này họ sẽ thông báo một cái chính sách để mà có thể giúp những người nhập cư, và những người mà không có lọt vào trong danh sách những người nhập cư thì họ bắt buộc sẽ bắt trở về. Trong khi đó thì Thụy Điển đã ngưng tình trạng chấp nhận các đơn hồ sơ để nhập cư vào, và tình hình vẫn đang được theo dõi, và chúng tôi sẽ đưa tới quý vị trong những ngày tháng sắp tới. Trở lại với anh Thụy. Tin cập nhật liên quan đến hai người gốc Việt đào thoát vượt ngục và vẫn tiếp tục đang được truy lùng, bước sang tới ngày thứ 6 rồi thưa quý vị. Đây là Dương Văn Bắc. Đây là bức hình không biết chụp khi nào, có phải mới hay là cái hình này là chụp gần nhất, vì bởi vì ngày hôm qua đó sở cảnh sát đã đưa ra một bức hình thứ hai. Đây là bức hình cho thấy hình ảnh mới nhất, nó hoàn toàn khác so với bức hình này, cho nên nhiều người nói ủa sao cái hình gì lạ thế, dường như ông đã bị tấn công trong lúc bỏ vào trại giam và chụp hình. Đây là bức hình mới nhất, có thể ở trong tù và được chụp hình, hay là hình trước khi vào tù. Nhưng mà bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã đưa ra đây là bức hình cho thấy người ông toàn là sâm từ trên lưng cho đến ngoài trước, có cả sâm chữ Khánh nữa. Và trên tay đó toàn là vết, không biết là tra tấn hay là tự rúi những cái điếu thuốc vào người của mình. Thế nhưng bản tin mới nhất cập nhật cho biết là Dương Văn Bắc năm nay 42 hay 43 tuổi, bản tin mới thì nói rằng 43. Đến nước Mỹ này legally năm 1991, đến đây một cách hợp pháp năm 1991, đến năm 1997 thì bị bắt vì tội ăn trộm. Và sau đó, thưa quý vị, Sở Di trú Hoa Kỳ lại tìm cách trục xuất ông về Việt Nam. Thế nhưng không biết vì lý do nào đó, năm 2003 lại bị bắt, rồi lại được trả tự do. Rồi theo bản tin ghi nhận đó, trong lúc trả tự do như vậy, ông vẫn phải tiếp tục báo cáo với Sở Cảnh sát hàng tuần hay là hàng tháng một, mãi cho đến năm 2014 lại xảy ra một vụ trộm khác, và rồi lại bị bắt trở lại cho đến khi mà vượt ngục. Lý do giờ phút này họ đang tiếp tục và kêu gọi cộng đồng người Việt Nam hỗ trợ, có họ tin có thể cả hai người này, một thêm một người thứ ba đó là người gốc Iran, có thể đang ở trong cộng đồng người gốc Iran ở Los Angeles, hay là ở cộng đồng người Ả Rập ở vùng quận Cam này cũng có cộng đồng người Ả Rập, có thể là cả hai người Việt Nam này đang trốn và đang ẩn náu ở một khu nhà nào đó. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy lùng trong thời gian này. Bên cạnh đó thì sở cảnh sát cũng đã bắt một vài người có liên can, họ chưa cho biết lý do, bởi vì cuộc thẩm vấn và điều tra đang được tiến hành, có thể họ yêu cầu những người này có thể giúp tìm ra
bởi vì họ đi đến những cái nơi mà Dương Văn Bách hoặc là Jonathan Hiếu đã từng đến trước đây đó và truy lùng ra, bởi vì cả hai đều có liên can đến băng đảng cả, anh Tuấn. Một thêm một mảnh vỡ dài khoảng 2 mét đã được người dân, các ngư dân ngay tại Malaysia đã phát hiện ra. Tiếp theo sau một cái mảnh vỡ mà trước đó một vài ngày cũng đã được phát hiện ngay tại một vùng biển của Thái Lan. Mảnh vỡ tại Thái Lan đó, thì các nhà điều tra, các nhà phân tích cho rằng đó có thể không phải là của một chiếc máy bay, vì họ cho rằng dòng nước chảy của các khu vực của dòng biển lúc đó thì không thể nào đưa xác chiếc máy bay lên phía Bắc được. Tuy nhiên thì vào ngày hôm qua thì một mảnh vỡ khác đã được tìm thấy ở ngay tại đất nước Malaysia và trôi từ một nơi nào khác. Theo như những cái kết quả sơ bộ cho thấy là chiếc cánh này có dính những cái miếng hàu và thời gian cũng khá lâu, gần như xích xoát với khoảng thời gian một năm mấy, hai năm trước khi mà chiếc máy bay này bị mất tích. Hiện thì các cơ quan nội vụ cũng đã cử người đến điều tra xác chiếc máy bay, xác cánh của một chiếc máy bay nghi là bị vỡ này. Trước đó vào hồi tháng 7 năm 2015 thì một phần của cánh máy bay đã được phát hiện ngay tại các đảo của Reunion thuộc các khu vực châu Phi và đưa ra một cái kết quả cho thấy là có thể chiếc máy bay MH370 chở theo 239 người đã bị nổ và rơi xuống biển. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình tin tức tổng hợp ngay sau ít phút quảng cáo thương mại.